Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, tại cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các sở ban ngành liên quan chiều ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào 2 đợt. Đợt 1 ngày 7 và 8 tháng 7 theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo và đợt 2 dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kỳ thi này, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 89.000 thí sinh đăng ký tham dự. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố vào đợt 1. Theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7. Những thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã tổ chức cuộc khảo sát khẩn với phụ huynh lớp 12 trong toàn thành phố về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt 1 nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng ảnh hưởng tới kết quả thi của các thí sinh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai lấy ý kiến của toàn bộ phụ huynh học sinh khối 12 làm cơ sở để thành phố xem xét toàn diện khi quyết định tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt ngày 7 và 8 tháng 7 trong sự an tâm và an toàn. Theo số liệu của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thành phố có 88.774 thí sinh đăng ký tham dự với gần 155 điểm thi, 4.134 phòng thi. Số cán bộ coi thi và nhân viên là 15.812 người. Số cán bộ chấm thi nhân viên là 1.710 người. Số cán bộ chấm phúc khảo nhân viên là 1.000 người.